Các bác thấy ok chưa? Khủng khiếp chưa các bác? Hôm nay thì em cho đánh một đoạn nhạc trước. Đánh một đoạn nhạc trước, ôi đánh rơi cả mic. Nguyên một cấu hình đồng bộ của hãng AV, rất là VIP các bác nhé. Các bác hãy quan sát trước khi nghe em giới thiệu. Một con đẩy DP550 mặt gương, một con vang S900P, một con quản lý nguồn, một con mic 525 mã, tất cả đồng bộ hãng AV, kết hợp với một quả súp Putin Pat 40 súp điện. Và tiếp theo đây là một đôi loa LF12+, hàng cao cấp nhất của AV bây giờ. Đây là tem. Đấy. Xem mặt trước. Nó rất là khủng khiếp, rất là đẹp, rất là chuẩn, rất là hay. Cái đôi loa này các bác nghe nhạc thôi cũng phê. Tiếng rất là hay. Đấy. Nguyên cấu hình dàn đấy. Và bây giờ thì các bác sẽ nghe một đoạn karaoke nhé. Và em sẽ cầm điện thoại và hát trực tiếp cho các bác nghe. Các bác chờ em một lát, để cho đảm bảo cái sự công bằng thì em sẽ để nguyên cái điện thoại và ông hát thôi. Ông bây giờ thì em sẽ hát một cái bài, hát một cái thể loại giọng mà thường em vẫn hát. Đó là cái thể loại mà hát cho những người phô giọng. Phô giọng ở đây tức là những người mà họ giọng hát tốt, hát khỏe. Còn trong một con vang số thì bao giờ cũng có những cái thể loại mà dành cho tất cả mọi người. Đấy. Dành cho tất cả mọi người. Và đây là affect mà em để cho cái giọng chuyên nghiệp. Gọi là chuyên nghiệp thôi chứ mình là ca sĩ vườn. Gọi là hát được thôi. Đấy. Còn những cái thể loại nữa thì nó sẽ dễ hát hơn. Nhưng mà thôi thì thường em vẫn cứ hát cái thể loại mà dành cho ca sĩ vườn như em. Đấy. Còn các bác thì sẽ luôn có những cái chương trình rất dễ hát là trong nằm trong con vang số này. Và chỉ cần gọi ra là hát thôi. Sẽ có đủ các thể loại cho người tập hát, người biết hát và người hát giỏi. Đấy. Còn bây giờ thì sẽ là một đoạn hát mà em sẽ hát trên cái giọng gọi là dành cho người gọi là biết hát một chút. Ok. Bắt đầu, chúng ta bắt đầu nào. Lần 1, 2, 5, 6. Sao lại không chạy? Đang kết nối máy tính, bây giờ đi. 5, 6, 2. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm, đường đời biệt mù vạn néo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt đầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau, trên đê vắng người lúc tan chờ chiều, ngắm ngóng mỗi lần anh đến làm quen, mà em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng hùa ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dẫn em về trên quãng đường dài, gặp nhau dù không gian cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chẳng đến khi chiều ấy, đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời, dù rằng
dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phải nhỏ. Đấy, các bác hiện tại thì em đang đứng trước loa để hát cho tất cả các bác cùng nghe. Đấy, và quay trực tiếp bằng điện thoại để phản ánh cái chất âm tốt nhất, trung thực nhất cho một bộ đàn karaoke. À, đây là chất âm dành cho người gọi là biết hát một chút. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biến đông mà đi. Đường đời mịt mù và đéo về đâu. Mong chờ duyên kiếp đưa lối bóng cầu. Em ơi, nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trưa chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen mà em ưng hồng vì có thẹn thùng. Em ơi, nhớ chẳng thua ơi, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi, phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Ok. Ok, xin chào tất cả các bác. Và các bác vừa được nghe một đoạn nhạc cũng như vừa được nghe một đoạn karaoke của bộ dàn VIP, cái dàn đồng bộ chính hãng AV, một trong những mã loa em đã dùng, mã loa cao cấp nhất và con vang khá là cao cấp, đồng bộ AV một màu đen hết, kết hợp với một quả súp Cutin Bass 40, một trong những cái lựa chọn mà rất tốt cho những bác mà những dùng những bộ dàn karaoke ở mức giá có thể nói là trung bình. Đối với một bộ dàn karaoke thì khoảng trên 20 triệu, từ 25-27 triệu thì là một bộ dàn karaoke ở mức giá trung bình, các bác nhé. Nhưng mà chất âm của nó đạt ra thì rất là tốt. Cái điều mà những người chơi âm thanh thường là các bác sẽ không cảm nhận được khi mà mình chơi lần đầu. Tức là em nói ở đây, tức là không cảm nhận được cái chất âm thực sự của một bộ dàn. Chất âm thực sự của một bộ dàn nó tốt ở cái điểm gì? Khi mà các bác nghe nhạc thì các bác thấy tiếng nhạc của nó rất là sáng, rất là thật. Nó tái tạo cái nhạc từ cái đầu phát ra rất là chuẩn, rất là hay. Và đặc biệt tiếng mic thì tiếng mic nó tái tạo cái tiếng của mình rất là thật, rất là chuẩn, rất là trong. Các bác có hiểu ý em không ạ? Còn đối với những con vang cơ, nhiều khi các bác hát thì cũng thấy nó cũng dễ hát chứ không phải là khó hát đâu. Thế nhưng mà cái tiếng của mình hát thì cứ tưởng thằng hàng xóm nó hát. Mình alo lên thì lại cứ nghĩ là cái giọng của mình nó hôm nay nó như kiểu là đang bị viêm xoang hay viêm mũi. Đó là những cái mà con vang cơ nó không thể làm được. Tức là nó sẽ tái tạo cái tiếng của mình, nó không giống cái tiếng của mình nữa. Và có thể là nó sẽ gây hú rất là nhiều. Nhưng hiện tại bộ dàn thì em hát rất là to và em đứng trước loa em hát ok đấy các bác. Đấy. Em cho các bác bóp mic luôn vẫn ok, không thể hú được. Đó là cái lợi hại của một bộ dàn karaoke dùng kỹ thuật số. Và đây là một nguyên một cấu hình mà đồng bộ của AV kết hợp một quả súp Mutin. Và giá của nó là 27 triệu chỗ anh Khương ở Thái Bình. Và các bác hãy nhấc máy lên để liên hệ với em. Những bộ dàn karaoke rẻ có, cao có, bình dân có. Thường thường là em ghép những bộ cũng ở mức bình dân thôi, không có quá là cao cấp. Vì thực ra với một bộ dàn mà tầm khoảng 25 triệu đến 27 triệu thì ở mức trung bình
bình dân đó nhé. Như vậy người ta gọi là bình dân rồi, bởi vì cái giá cả thị trường bây giờ nó là như vậy. Còn những bộ dàn mà tầm dưới 20 triệu thì là mức gọi là thấp rồi. Đã. Còn những bộ dàn mà dưới 10 triệu thì tốt nhất là khuyên thật mua loa kéo, không mua dàn nhé các bác nhé, không mua dàn mà mua loa kéo. Đấy. Còn có mua thì nó cũng chả ra làm sao, mua về rồi cũng chả ra sao. Đấy. Và lưu ý một điều là các bác nên dùng vang số nhé, tất cả những cái video nên dùng vang số. Cái tái tạo cái tiếng của mình rất là tốt mà. Ok, xin cảm ơn anh Khương và cảm ơn tất cả các bác. Với một cấu hình dàn cực kỳ là ok, quá hay, nghe nhạc cũng hay. Tiếng em đảm bảo bác con loa là nó ra tiếng nhạc, các bác nghe cũng sướng cái tai cơ. Tiếng nhạc nghe sướng cái tai. Còn cái điều đó em nói thôi, còn để cảm nhận được thì các bác cũng phải nghe nhiều dàn karaoke, các bác mới phân biệt được cái loa nào nó phát hay. Còn thú thật là rất nhiều bác cứ nghe thì lên là nó hay, chả biết nó hay ở cái điểm gì, kể cả cái tiếng mic nữa. Hát cái con vang cơ nó bịt chặt mũi lại đấy, để nó không hú, nó vặn tịt tép đi, nghe nó bịt em alo vào nó như kiểu là thằng hàng xóm nó alo, thế mà hát vẫn bảo nó hay. Vì là thú thật là các bác ít được va chạm, ít được cảm nhận thôi, chứ các bác cũng không phải là các bác không biết mà các bác chưa biết. Chính vì vậy các bác sẽ biết khi mà các bác va chạm rất nhiều những bộ dàn, ví dụ các bác đang hát những bộ dàn karaoke dùng vang cơ đấy, thì khi mà các bác chuyển sang các bác sử dụng những bộ dàn này thì các bác mới thấy rằng thế này nó mới là chuẩn, thế này nó mới là hay. Ok, em nói đôi lời vậy. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em để sử dụng những bộ dàn thực sự là có thể nói là gia đình gọi là mức cao cấp rồi. Mình chơi tầm đấy thôi. Ok các bác nhé.